tiếng cười sẽ phóng mặt cuộc đời của họ của siêu giác luôn. Ăn thay vào đất mẹ cho khỏe đúng. Nếu mà nói tới chó quê hương nữa, ông nên nói câu này nữa. Ông đẻ ra Việt Nam, đúng không? Đẻ ra Việt Nam, mà chết ở Việt Nam là đúng rồi. Đem cái quần, vì cái đó khổ to rồi luôn. Đó là thứ nhất là cái gì? Làm khó cho chính quyền Mỹ, làm khó cho chính quyền Việt Nam. Ủa tới đại sứ quán mà xin thôi. Ủa mày tới đại sứ quán mà xin, tới đại sứ quán mà xin Việt Nam, hả? Tới đi làm quần gì nhau mày? Ủa mày nói chuyện nghe mất cười. Đâu đại sứ quán của mày là cái đồng Mỹ thôi, đó. Cái đồng Mỹ thôi, mà thằng đại sứ quán mày tôi chắc không biết làm sao nữa. Nó phải alo về đất nước nó hỏi đây giờ có mày xin về cho về không? Tại vì là ngày chưa có, giờ đã Covid, đúng không? Nó nhiều người nó lại. Người ta mang qua Mỹ để chuẩn bị thờ cúng cho mà, thờ cúng cho bà mẹ mày ngu. Ông ta đang đưa lúc đầu vô, đúng không? Thờ cúng cho bà mẹ mày ngu, ngu vừa thôi. Thứ nhất, cái tư tưởng Mỹ thôi nha. Nói tao, một người một xíu thông minh. Để cho tao biết này nọ, ông thứ hai, ông chỉ tài bắt cúng thôi. Đó rồi sau đó đi quả táng, sau đó đi quả táng, cầm cái gì ảnh, cầm cái cốt, muốn đem đâu đó rồi em. Cái đó là bao dân minh, bao hợp tình hợp lý mà nhẹ cho người ta nữa. Đó, cái đó là cái thượng sách đó em. Đó là cái thượng sách. Còn bây giờ, ví dụ như bà vợ của ông Chí Tài dựa vào cái lý do và cái quan điểm nào mà đầu đem thi hài về Mỹ, đúng không? Cho tao lý do với cái quan điểm thôi. Lúc mà sống thì bà không phải ở chung. Đó, ông ở Việt Nam là nhiều hơn Mỹ mà. Đó, lúc mà sống thì không ở chung, già phú rồi, sáu mấy tuổi rồi, xa vợ. Mà biết cái tài chuyện vợ chồng tao không nói cái chuyện một cách hay không tao đó. Nhưng mà tao chưa có hiểu được cái quan điểm tại sao bà vợ bà lại muốn đem cái thi hài về. Tất nhiên bà là vợ thì bà có quyền, và chết thì bà có quyền rồi. Nhưng mà cái quyền của bà đem ra bà đặt vô ông Chí Tài một cái cây rất khó để làm. Các bạn vừa mới xem xong một clip của một anh chàng này ở Sài Gòn, có một cái phòng gym mà tự xưng là phòng gym lớn nhất thành phố, đặt tên là Toy Gym. Anh ta lên là Duy Nguyễn đó, thì chắc là mở phòng gym chắc cũng đô con lắm, cho nên là lớn tiếng. Mấy hôm nay là bị dân mạng cũng chỉ trích thậm tệ, chỉ trích dữ lắm. Kể cả những nghệ sĩ tên tuổi cũng lên tiếng về cái anh chàng này. Chắc anh chàng này mình nghĩ rằng là muốn nổi tiếng thôi, cho nên là có những cái tiếng nói nghịch với lại những người khác. Trong thời buổi hiện tại và bây giờ đó, là các bạn biết rằng là sao, trong cái khi mà những nghệ sĩ Chí Tài qua đời đó, thì rất là nhiều sự thương mến của cộng đồng. Trong đó có anh chị em nghệ sĩ nè, trong đó có đồng nghiệp, trong đó có những fan hâm mộ, thì hầu như là ai cũng thương mến anh bởi vì cái tính cách của anh nó gần gũi, nó giản dị đó, giúp đỡ cho những người này người nọ, đàn em, cho nên thật hầu như ai cũng yêu mến anh. Chỉ mà những người nào mà đi ngược với lại cái tình cảm đó thì chỉ có muốn nổi tiếng thôi các bạn, chứ không có cái gì khác hết. Bởi vậy cho nên là họ bị lên án. Ngay thời điểm mà Quốc Võ đang làm cái clip này là các bạn biết rằng rất là nhiều những anh em xã hội đã vây kín cái phòng gym này, cái phòng gym của anh chàng Diêu Nguyễn này. Và anh ta phải kêu lực lượng dân phòng, công an tới để giữ trật tự. Chứ nếu không sẽ xảy ra những cái điều không hay. Đó. Trong một cái đoạn comment của một số những cái anh chị em nghệ sĩ đó, thì khi mà thông tin của nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời thì khiến cả làng giải trí Việt chấn động như những người ngày vừa qua đó, thì giữa lúc này trên mạng xã hội là xuất hiện một cái nam streamer đăng clip livestream với những lời thuật ngữ rất là thô tục hướng về phía của bà xã của anh Chí Tài, tức là chị Phương Loan đó. Ngay lập tức thì một số những anh chị em nghệ sĩ khác đã lên tiếng, giống như là Quỳnh Phương đi. Quỳnh Phương thì cũng đã lên tiếng tố nam streamer đem nỗi đau của người khác ra để câu like câu view. Tiếp nối status của Quỳnh Phương thì rất đông anh chị em nghệ sĩ cũng đã lên tiếng chỉ trích nhân vật livestream văn tục để câu like từ việc cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Liên lạc với Quỳnh Phương thì đích thân anh cho biết rằng là bản thân đang muốn nói đến một streamer cố tình gây sự chú ý từ cộng đồng mạng tên là Duy Nguyễn. Đồng thời nam diễn viên cho biết rằng là mọi người muốn bạn đó phải có lời xin lỗi. Bên cạnh đó là nghệ sĩ Cát Phượng cũng vậy. Cát Phượng cũng thể rõ sự tức giận của mình trên Facebook cá nhân. Cô tiết lộ mình cảm thấy rất là bất bình nhưng do cảm thấy mệt mỏi từ hôm qua nên hôm nay mới có những cái là bình tĩnh mà lên tiếng.
Về phần của Nam Thư thì nữ diễn viên bình luận qua lại với bạn bè cho biết rằng là anh Bốn, tức là Hoài Linh á, cũng đã biết về chuyện nhân vật Jimbo này. Thì thật sự mà nói là anh chàng này Quốc Võ không hề biết là ai cả, bởi vì chỉ có những dân tộc Chim ở Sài Gòn thì mới biết, chứ còn mà bình thường thì không có biết, cho nên là chắc cũng muốn nổi tiếng cho nên mới như vậy thôi. Hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều anh em xã hội đã đi tìm tìm tới cái phòng gym này, thì thật sự cái phòng gym này nó rất khá là dễ tìm, nó không có khó khăn gì cả. Trong lúc đó thì hiệp sĩ đường phố là Nguyễn Sinh cũng hẹn gặp ra để mà nói chuyện với lại anh chàng này. Thì trên một cái trang status của Nguyễn Sinh thì cũng nói rằng là nếu mình nói trước với bạn Duy Nguyễn là bạn đang gặp nguy hiểm, bởi anh em của anh Tài không chỉ có những người làm nghệ thuật mà còn có rất là nhiều tầng lớp xã hội khác trong xã hội. Hôm qua giờ mình đã khuyên can rất là nhiều người mà những người đó toàn là những người nói là làm, mà đã làm thì chỉ có lượm lại bỏ vô thùng đá chở vô bệnh viện thôi. Với lại họ im lặng 2 ngày qua là muốn đưa tiễn anh Tài cho trọn vẹn, chứ bạn đừng nghĩ bạn vậy là bạn hay nha chưa. Mình đã inbox đợi bạn Duy Nguyễn hẹn mình nha, mà nói trước là mình có đem theo tiền nha, nên cứ tiếp đón mình nồng nhiệt xíu. Thì cái lời chia sẻ của Nguyễn Sinh này đã có là tới mấy chục ngàn lượt like và mấy ngàn lượt chia sẻ lận. Đó. Nói chung là cái câu chuyện này đang gây rúng động những cái mạng xã hội. Mình thật sự thì cũng không có quan tâm gì, nhưng mà có mấy người bạn mới xem cái clip qua rồi mình coi. Mình coi thì mình thấy cái lời lẽ của anh chàng này nó có vẻ là tự cao tự 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 đại, tự dương tự đắc. Mà những lời nói anh người ta nói ra thì anh ta cho mình là nói đúng, nhưng thật sự thì nó không có đi đúng với lại cái đạo lý đó. Hiện tại bây giờ mà lên tiếng chỉ trích chị Phương Loan là một điều rất là sai lầm. Mình là một con người có ăn có học, có lễ giáo, sống như một xã hội văn minh thì mình phải có những cái lời nói lịch sự. Cho dù bạn bất đồng ý kiến ở một điểm nào đó thì mình cũng có những lời nói phải lịch sự, và mình trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần để xem là cái lời nói của mình nó có ảnh hưởng đến người ta hay không. Đó. Chứ không phải là mình luôn luôn mình nói ra những cái lời nói mà nó không có suy nghĩ để rồi mà gây ra những cái phiền toái để cho cái người người không chỉ là cho cái người mà mình đề cập tới, mà cho những người khác nữa trong xã hội nữa. Hiện tại bây giờ chị Phương Loan chị rất là đau lòng khi mà chồng của mình bị mất ở Việt Nam thì lại không có về được do cái dịch Covid. Rồi lại là khi bây giờ là sáng nay Quốc Võ vừa mới chia sẻ một cái clip là cái cuộc mà ra phi trường để đón đó, phi trường LAX để đón cái linh cữu của anh Chí Tài đó về, thì chị cũng không có đi được, và hiện tại bây giờ là cái linh cữu đang nằm trong nhà hoàng luôn. Rồi tới ngày thứ ba thì chị và gia đình mới tới đó để thăm viếng được. Như vậy là chứng tỏ là coi như là bên này họ rất là khó khăn, và trong cái mùa Covid thì nó đúng theo cái luật lệ mà của chính phủ họ đưa ra, của tiểu bang rất là khó khăn. Và thậm chí là khi mà thứ sáu này buổi sáng 11 giờ cho cái lễ thăm viếng là chúng ta cũng không thăm viếng được trong trong nhà thờ nữa, mà làm ở ngoài một cái lều, họ dâng một cái lều rất lớn ra phía ngoài trời để mà cho những người thân nhân, những cái người họ hàng và những người bạn bè, những người fan hâm mộ tới để viếng anh lần cuối, và cũng làm tại phía bên ngoài cái nhà thờ, phía trước nhà thờ luôn, ở trong cái lều dựng lên. Cái điều đó cho thấy rằng là cái là trong cái mùa dịch bệnh này khó khăn đủ mọi thứ hết á. Đó, rồi mọi người cũng phải đeo mask, đeo mặt nạ, rồi vô thì cũng chả có ai nhận ra ai cả. Rất là buồn các bạn. Nhưng mà đành phải chịu thôi chứ sao giờ. Cho nên thông thường buổi hiện tại bây giờ, mọi người cần phải thông cảm với nhau, cần phải yêu thương nhau nhiều hơn.
chứ không phải mà đưa ra mình chỉ trích rồi mình nói này nói nọ. Một người phụ nữ mà cho ông xã mình về Việt Nam để làm nghệ thuật là phải nói rằng là rất là thương yêu chồng và phải can đảm lắm mới làm được cái điều đó. À, bạn đã có bao giờ coi cái clip mà của họ trò chuyện với nhau qua điện thoại chưa? Những cái lời nói chân tình đã làm cho anh Chế Tài phải phải rớm nước mắt, và anh nói rằng là cuộc đời của anh chưa bao giờ khóc, ngoại trừ lầm 2 lần là cha mẹ qua đời thôi, còn những lần khác thì anh kiềm chế rất giỏi, nhưng mà lần này anh phải phải rớm nước mắt bởi vì những cái lời lẽ chân tình của người vợ đó là chị Phương Loan. Như vậy chứng tỏ rằng là cái tình cảm của họ rất là đong đầy, tuy là xa cách nhưng mà anh không có bao giờ có những cái vấn đề về vượt ngoài cái lễ giáo của xã hội mình. Anh rất là chung thủy và không bao giờ để lại một điều tiếng nào xấu ở trong lòng người hâm mộ. Anh không có scandal, anh không có một cái gì cả, và chân thật, lúc nào cũng gần gũi, lúc nào cũng tươi cười, dí dỏm, dễ mến và giúp đỡ anh em đồng nghiệp. Cho nên điều đó làm cho chúng ta rất là những người mà xung quanh chúng anh Chí Tài đó rất là thương thương mến ảnh. Không có một cái scandal nào cả các bạn. Vì vậy cho nên là mình phải nghĩ về cái điều đó mà mình suy nghĩ đến cái tình cảm mà của họ, những cái gì mà người phụ nữ họ chịu đựng để cho chồng mình xa cách như thế trong thời gian rất là lâu. Và trước đây á, thì thường thường ảnh về thường xuyên, đôi khi có những tháng anh về 2 lần các bạn, nhưng mà trong cái vụ Covid vừa qua đó thì anh không về được, tại vì đó là do cái dịch bệnh không có về được. Thì họ đã xa cách rất là nhiều tháng vượt trong trong thời gian vừa qua đó. Mà đau đớn nhất là cái ngày anh mất mà chị không có về 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 được. Rồi khi mà qua bên đây rồi, anh đi có một mình qua bên đây, nhà hoàng đã đón anh rồi đưa anh về một một nhà hoàng đó, thì quả thật rằng là khó khăn vô cùng, phải không ạ? Cho nên thật sự mà nói là gây ra những cái tâm tư, những cái cảm xúc rất là nhiều khi mà chúng ta chia sẻ cái câu chuyện này. Hồi sáng nay Quốc Võ một mình lặn lội lên trên sân bay phải rất là gian nan, bởi vì không có thông tin chính xác, mình không biết những thông tin đó nó có thật thật sự đúng hay là không, cho nên mình cứ cầu may rồi mình đi. Cũng mong rằng là mình gặp được anh em những cái YouTuber khác hoặc là những cái anh em phóng viên khác để mình có thể là hỏi thăm, nhưng mà hầu như mình không cần gặp ai cả. À, rồi cuối cùng phải gặp được cái người đại diện của Korean Airlines đó, người của Hàn Quốc đó, thì cho mình một cái địa chỉ ở một cái cargo để mình pick up cái quan tài đó. Cho nên mình phải ra khỏi sân bay lại và chạy tới một cái địa điểm cargo đó. Thật sự mình nếu mình không có đến sân bay thì mình không thể nào mình biết được là cái nơi cái cargo đó đã, bởi vì đây là lần đầu tiên mình tới đó. Cho nên thường thường á, mà người ta nói là đi đón người, cho dù người chết hay người sống thì cũng đến sân bay thôi. Đến sân bay thì mình sẽ hỏi, từ từ mình sẽ hỏi ra đó, chứ mình không có biết mà đường mà đã chạy thẳng tới cái cargo đó, làm sao biết được, đến khi người nhà còn chưa biết mà làm sao mà mình biết được. Tại vì cái cargo đó thì chỉ có bên phía của nhà hoàng họ biết thôi các bạn đó. Thầy Quốc Võ cũng muốn chia sẻ một vài điều, sống là phải có tâm và có đức, nói ra những lời nói là phải có hoa mỹ, những lời mình nói ra nếu như mình không giúp được được người ta thì mình cũng đừng có làm hại người ta. Đó là những lời cũng nhận xét Quốc Võ ngày hôm nay, và mình mến chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là an lành, hạnh phúc, thân tâm an lạc. I love you các bạn nha.